Chào mọi người, chúng ta cùng quay trở lại với cái thị trường chứng khoán phái sinh. Thì mình cũng có phân tích cho mọi người rất là rõ ở các video trước có nghĩa là gì. Cái vùng này là cái vùng mà có khả năng đảo chiều rất là cao. Đây là cái vùng mà ta đang nhìn thấy có những cái vùng cản ở trên không thời gian tụt rất là lớn. Và đây là vùng gì? Mình lưu ý có khả năng đã sập rất là cao đúng không? Đấy. Thì cái chủ đề ngày hôm nay mà mình muốn gửi đến cho mọi người chính là gì? Xem trading như đi uống bia mà lệnh sập 15 điểm. Thì thế nào là trading như đi uống bia? Thế nào là trading như đi uống bia? Ý mình muốn nói là gì? Thực sự ý mình muốn nói với các bạn là gì? Xem cái việc trading trading giao dịch nó giống như cái việc là gì? Cái công việc thường nhật chúng ta phải làm hàng ngày thôi. Là gì? Chúng ta cái việc mà thường nhật chúng ta phải làm hàng ngày thì chúng ta có bị tâm lý không ạ? Có đâu. Chúng ta cảm thấy rất là thoải mái. Vậy thôi. Thì sáng dậy thì ngủ dậy thì có thể là tập thể dục, chạy bộ hay là đạp xe đạp, rồi đánh răng rửa mặt súc miệng, rồi chạy bộ thể dục gì đó, gym hay là làm những cái việc nhà đó, xong rồi mình đi làm, có thể đứa con đi học hoặc là mình ra mình đi làm. Thì những cái việc đó rồi mình đi làm thì mình tới cơ quan sớm, mình có thể làm một ly cà phê đúng không, rồi tối có thể là mình về mình có hẹn bạn bè đó, mình làm một cốc bia hay gì đó. Thì đó là những việc mà các bạn có cảm thấy có khó khăn gì không ạ? Có cảm thấy bị tâm lý không ạ? Thế em nghĩ rằng thì đối với mình xem những cái việc đó là gọi là rất là thoải mái, nó là bình thường. Thì cái trading nó giống như là một trong những cái phần việc mà mình đã làm hàng ngày như vậy thôi, chứ không có gì cả. Mình xem nó rất là bình thường. Đấy, có nghĩa là mình nói rất là nhiều lần ở các video trước là nghĩa là gì? Người và kiếm hợp nhất, có nghĩa là gì? Mình và cái phương pháp giao dịch của mình nó hòa lại làm một rồi, thì nó là một cái gì đó thường nhật của mình thôi. À, cứ đến ngày thì mình vậy thôi, mình lên thị trường đúng giờ, mình vào thị trường, mình bắt đầu mình vào trận mình chiến đấu thôi. Và hôm nay mình phải làm cái gì, mình phải đánh ra làm sao thì nó đã nằm trong cái đầu của mình rồi, mà mình cứ đúng như vậy mình phân tích rồi cứ theo thị trường mình vào trận thôi, không có cái gì mà gọi là căng thẳng, không có gì là chỉ trách, không có gì là khó khăn nữa hết. Thì ý mình cũng nói như vậy. Thì các bạn càng thoải mái chừng nào thì cái kết quả giao dịch của bạn càng tốt chừng đó. Okay. Thì đối với mình là vậy đó. Nó hợp nhất mình với phương pháp giao dịch của mình là một là nên cái việc giao dịch của mình nó khá là đơn giản, nó khá thoải mái, không có cái gì nặng nề, không có cái gì nó vi phạm thì nó mặc định là nó cắt thôi, chả có gì mình phải quan tâm, phải bận tâm gì cả, kệ nó đi. Là vậy đó. Thì nó rất là thoải mái như đi uống một cốc bia, uống một ly cà phê với bạn bè, hay là mình đi chơi một trận bóng đá, hay là mình đi bơi, nói chung là nó cực kỳ thoải mái. Thì nó là như vậy đấy, ý mình muốn nói như vậy. Thì chúng ta quay lại với cái việc phân tích. Thì hôm nay mình đã lãi một lệnh short khoảng 15 điểm mà mình vẫn còn giữ, chưa có đóng lệnh. Thì cái vùng này là cái vùng mình đã phân tích với các bạn rất rất chi là nhiều lần rồi, đúng không? Đã mấy lần mình nói là gì? Đây. Đâu đấy vùng này nó sẽ có khả năng rất cao, nó sẽ có là vùng điều chỉnh. Thì cái vùng này là vùng gì? Vùng giá quan trọng. Mà cái vùng giá quan trọng này là cái vùng giá ưu tiên. Ưu tiên gì? Ưu tiên short nhiều hơn là gì? Long. Rồi. Nên là gì? Khi thị trường nó có tín hiệu trên những cái thăm minh nhỏ, bỏ công cụ vẽ đi, có tín hiệu trên những cái thăm minh nhỏ thì mình làm gì? Đây, bạn nhìn thấy rồi, vừa rồi nó phiên trước thì mình cũng sọt đúng không? Đó. Rồi đây nó gãy đây. Thì cái vùng này là cái vùng quan trọng này. Vùng này là vùng giá quan trọng của mình này. Đó. Thế thì nó có vượt lên đây không? Hoàn toàn không. Không vượt lên. Và trên cái tham minh lớn thì nó rõ ràng rồi. Cho mình thấy là gì? Vùng này là vùng mình ưu tiên sạc chứ không phải ưu tiên lo, đơn giản vậy thôi. Rồi chứng không thời gian nhỏ gãy lên 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 gãy đây, thì đây là những cái vùng mà mình sợ.
ở mình sọc, tức là sáng hôm nay tức là chủ đích là mình đã bắt đầu mình mê ở vùng này để mình sọc rồi, mình không lo rồi. À, đó là chủ đích của mình sọc thôi, để mình sọc ở vùng này 85 mình chắc lỗ á, khi giá nó vượt 90 này mình phải cắt này, chứ chưa vượt 90 này mình không cắt đâu. Tại vì sao? Tại vì mình cho rằng cái nhịp rơi này này là nhịp giảm, và cái nhịp này nó là nhịp hồi, và nó hồi thì tối đa là 100 điểm so với nhịp giảm trước đó, là tối đa lên tới cái vùng này 89 cho biết gì đó. Mà nó có lên tới đâu, không lên tới, nó gãy rồi. Cộng với thị trường, các bạn cũng biết thị trường này hôm nay rồi đúng không, nó biến động và nó có cái sự giảm, thì thực ra là nó đã nằm trong cái diện phân tích của mình ở đây rồi, rất rõ ràng, không có gì đâu. Mình đã nhìn thấy nó ở đây làm gì có khả năng điều chỉnh giảm đâu, ở đây rồi, rõ ràng. Cộng với thị trường hiện tại cái dư địa lên nó không có nữa đấy, mà cái khả năng rất rất cao, nên là mình đã short một cái lực short rất mạnh, gần như full margin. À, tất nhiên full margin thì cũng phải ở cái tỷ lệ mà mình từng đã làm cho mọi người những video trước đây. Mình nói gì, mình luôn luôn dự phòng một cái khoản không bao giờ đánh hết để sorry mọi người là mình thỉnh thoảng mình có uống tí bia lạnh mà. Nó không, tối đang thế ngồi ở nhà uống một lon bia mát mát thì là bị ngay. Thế thì ở đây gãy đây mình mình bị sọt full luôn, và mình giữ tới cuối phiên, tại vì xu hướng của thị trường chung của tất cả mọi thứ nó đang là xu hướng giảm, và tất cả mọi thứ nó là cũng đang giảm hết. Đang ủng hộ cho phải sọt mà, không có dư địa lên mà, không có lý do gì mình không sọt cả, và mình đã ôm mình giữ luôn tới cuối phiên, và mình đã lãi với một cái mức lãi là một khoảng 15 điểm, tại vì mình sọt tiền mặt ok, mình full ở cái vùng 84 chấm ít 85 đấy, thì xuống đây khoảng 868 chấm ít 89, hiện tại mình vẫn còn giữ toàn bộ, mình chưa chốt luôn, mình giữ luôn, tại vì mình cho rằng ở đoạn này nó sẽ còn chỉnh thêm. Xuống có thể 6 ít 60 ít, hay có thể 5 ít cũng có khi, nên là mình vẫn còn giữ. Với cái dư địa hiện tại, thị trường hiện tại thì mình cho rằng khó lên, rất khó lên đấy, nên là mình vẫn còn giữ sợ đó. Là mình quan điểm rằng là gì, nếu đúng vi phạm là mình cắt rất là ngắn, nhưng mà nếu đã đúng xu hướng thì mình sẽ phải cố gắng để mình ăn, mình có cái mức lãi lớn nhất, đấy là yếu tố của mình. Và đoạn này thì mình cho rằng thị trường vẫn còn tiếp tục rơi nữa chứ chưa hết, còn xu hướng vẫn còn giảm tiếp đấy. Xu hướng vẫn còn giảm tiếp chưa, chưa chưa hết, nên là mình vẫn còn vậy, vẫn còn giữ, chưa đóng, đã chưa đóng lại, chưa đóng lại, hoàn toàn chưa đóng lại, có thể xuống vùng 61 cho mít này, thậm chí sâu hơn là xuống vùng này là còn 52 cho mít, hoàn toàn có thể xảy ra ở những vùng như thế này, cũng như xuống sâu hơn là xuống tới cái vùng gì 41 cho mít cũng có khi. Đấy, thế này thì mình đánh giá ra nó còn dư địa rơi nữa, nên mình vẫn còn tiếp tục giữ chứ mình chưa có đóng. Là sau ngày hôm nay là như thế, và mình quan điểm là mình nói rõ là gì, mình vào lên, mình xác định những vùng giá quan trọng mà bắt đầu mình đánh giá ở tại thời điểm đó, mình sẽ đánh vào xuống là chính, và mình sẽ bắt đầu mình theo dịp thị trường để mình đánh. Và nếu mà cắt lỗ thì mình sẽ stop ngắn nhất, nhưng nếu mà lãi thì mình sẽ cố gắng để lãi to. Đấy. Thì mình hay nói với các bạn rằng là gì, các bạn xây dựng cho mình một cái phương pháp làm sao mà gì, khi thị trường tăng mạnh thì phải có bạn trong đó, mà khi thị trường giảm mạnh thì cũng có các bạn trong đó, có nghĩa là gì, trading phải sinh, thì đấy là phương pháp đúng. Mà nếu như nó đi ngược lại với những cái gì các bạn đánh thì các bạn cũng là người cắt lỗ nhanh nhất, thì đấy là phương pháp đúng đấy. Thì mình đã và đang áp dụng cái phương pháp đó, cái phương pháp của mình là thuận theo thị trường, đúng như vậy, mình phân tích ok rồi, theo đúng cái phương pháp của mình như vậy, rồi nó đi đúng như những cái gì mình nghĩ, những cái gì mình phân tích, là mình auto mình mặc định mình làm thế thôi. Rồi khi mình làm như vậy thì mình sẽ có gì, à cái đây mình sẽ cắt lỗ vùng này nè, vi phạm thì nó auto nó cắt thôi, nhưng mà nó đi đúng những cái gì mình phân tích thì mình sẽ cố gắng để mình có cái mức sinh lời lớn nhất, và có cái tỷ lệ vào lệnh to nhất, để mình gì, khi mình lãi mình sẽ lãi rất to, và khi mình lỗ rất ít. Và đặc biệt là xu hướng nào cũng có mình hết á, tăng mạnh thì cũng có mình trong đó lo, mà giảm mạnh thì cũng có mình trong đó lên sau. Đây là phương pháp đã và đang, mình đang đã và đang giao dịch, và đã và đang là video hướng dẫn cho tất cả các bạn ở đây.
thì hy vọng rằng thế thì mình hy vọng rằng cái cách mà mình phân tích cho mọi người, mình hướng dẫn mọi người như thế này thì nó cũng đúng để giúp mọi người hiểu và mọi người có thể áp dụng được ha. Tất nhiên cần có thời gian luyện rất là nhiều, nó giống như mình nói là người và kiếm nó hợp nhất thì cái việc giao việc nó không hề khó nữa. Thì hôm nay tất cả những anh chị mà trong cái room mà đã và đang được mình khuyến nghị thì mình nói rồi, sáng là ngay từ sáng mình nói là short, hôm nay sẽ là short, tuần này là short, thế rồi short và giữ. Thì mình hỏi mọi người mình nói là gì, mình vẫn ôm nhé, khi mà gãy mình bảo mọi người là ôm nhé, ôm nhé, thì mình nói là gì trong gần hết giờ vô qua, mình nói là giữ, mình giữ vô ATC và mình giữ qua đêm luôn nha, thì tùy các bạn nhưng mà mình sẽ giữ. Thì các bạn các anh chị cũng làm theo, tại vì mình nói rồi nếu là tin mình thì phải theo, mà theo thì phải theo hết đó, đừng bỏ, mà đã theo theo hết thì phải đi đúng với tỷ lệ, theo đúng những cái gì mình cover cho mình được, thì chắc chắn là cái kết quả giao dịch mà mình cover cho mọi người nó sẽ hiệu quả. Thì đây là những cái gì mà mình đã và đang làm và mọi người đồng hành hiệu quả thế thôi. Đây cũng là cái phương pháp giao dịch của mình, thì hy vọng rằng những video này sẽ giúp mọi người tìm ra được cái phương pháp giao dịch chuẩn cho mọi người, hợp phù hợp với mọi người và giúp mọi người gì có cái kết quả giao dịch hiệu quả. Và tất nhiên nó sẽ mất rất nhiều thời gian để mọi người rèn luyện, nó không nhanh được đâu, nhưng khi mọi người hợp nhất được người và kiếm lại rồi thì có lẽ rằng trong trading nó không quá khó đối với các bạn đâu, mình tin chắc như vậy. Chúc mọi người giao dịch thành công, xin chào và hẹn lại mọi người những video sau. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi.